Lực lượng Hezbollah tiếp tục mở thêm nhiều cuộc tập kích tên lửa quy mô lớn vào Israel. Máy bay chở 55 tấn hàng viện trợ và thuốc men y tế đã tới Liban, tăng cường viện trợ của Liên Hợp Quốc cho người dân quốc gia đang rơi vào chiến sự này. Xả súng băng đảng khiến 70 người thiệt mạng tại Haiti. Kính chào quý vị đang đến với bản tin An ninh Thế giới của truyền hình Công an Nhân dân. Vừa rồi là phần điểm qua những nội dung chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Quý vị quan tâm xin đừng rời màn hình. Bất chấp nhiều tổn thất nặng nề từ chiến dịch không kích dữ dội của không quân Israel và Liban thời gian gần đây, lực lượng Hezbollah vào ngày hôm qua tiếp tục mở thêm nhiều cuộc tập kích tên lửa quy mô lớn vào Israel, khiến lưới phòng không của Israel phải căng mình đối phó. Lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết trong ngày 4 tháng 10, Hezbollah bắn khoảng 180 quả tên lửa vào khu vực phía bắc của Israel. Đợt tập kích mới nhất diễn ra tối qua với khoảng 70 quả tên lửa được phóng đi từ phía nam của Liban nhằm hướng miền bắc của Israel. IDF tuyên bố một lượng lớn tên lửa của Hezbollah đã bị lưới phòng không Israel đánh chặn, số còn lại rơi vào khu vực chống trải và không gây ra thương vong. Ở chiều ngược lại, IDF tuyên bố đã đánh phá thêm nhiều mục tiêu quan trọng của Hezbollah ở Liban trong ngày 4 tháng 10. Đặc biệt, chiến dịch tấn công trên bộ bắt đầu từ đêm ngày 30 tháng 9 vào phía nam của Liban đã loại khỏi vòng chiến đấu 250 tay súng, trong đó có 21 tư lệnh chiến trường của Hezbollah. Người dân ở miền nam của Liban, khu vực nóng bỏng giữa xung đột cùng với một số khu vực khác đang chịu ảnh hưởng nặng nề trong bối cảnh xung đột leo thang giữa Israel và lực lượng Hezbollah. Họ buộc phải rời bỏ nhà cửa, mang theo những vật dụng tối thiểu, vội vã sơ tán khỏi vùng chiến sự. Một số đã tìm đến thủ đô Beirut, trong khi những người khác chạy sang các nước láng giềng, mang theo nỗi lo lắng về sự an toàn của bản thân và gia đình. Những ngày gần đây, dòng người sơ tán từ các khu vực xung đột tại Liban đổ về thủ đô Beirut ngày càng nhiều. Họ là những cư dân từ miền Nam, miền Đông Liban và các khu vực ngoại ô Beirut, buộc phải rời bỏ nhà cửa để tìm nơi trú ẩn an toàn sau khi xung đột giữa Israel và lực lượng Hezbollah leo thang. Áp lực lên thủ đô Beirut trong việc cung cấp nơi tạm trú cho những người sơ tán đang ngày càng gia tăng. Trong khi đó, ước tính khoảng 300.000 người, trong đó phần lớn là người Syria, đã vượt biên giới từ Liban vào Syria trong 10 ngày qua để tránh các cuộc tấn công leo thang của Israel. Chúng tôi rời Syria vào năm 2014 vì chiến tranh và đến miền nam Liban để sinh sống. Nhưng giờ lại một cuộc xung đột khác bùng phát. Các cuộc không kích liên tiếp tàn phá mọi thứ, vì vậy chúng tôi lại buộc phải rời đi. Chúng tôi đã buôn ba trên đường suốt 3 ngày qua. Gia đình tôi phải vội vã rời đi vì nhận được cảnh báo sơ tán khỏi khu vực. Chúng tôi đã chờ đợi ở khu vực biên giới này suốt 4 tiếng qua. Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc cảnh báo số người di tản sẽ còn tăng cao khi quân đội Israel tiếp tục đưa ra lệnh sơ tán tại nhiều địa phương của Liban. Trong khi đó, Bộ Giao thông Liban hôm qua cho hay cuộc không kích mới đây của Israel nhằm vào khu vực Masna đã cắt đứt tuyến đường quốc tế chính giữa Liban và Syria, cửa khẩu nhân đạo cho hàng nghìn người dân đang phải chạy trốn xung đột. Nhiều tổ chức nhân đạo quốc tế đã bày tỏ lo ngại về tác động tiêu cực ngày càng tăng của cuộc xung đột giữa Israel và Hezbollah đối với dân thường tại Liban. Vào ngày hôm qua, máy bay chở theo 55 tấn hàng viện trợ và thuốc men y tế đã tới được nước này. Đây là nỗ lực cung cấp viện trợ do Tổ chức Y tế Thế giới WHO cùng với Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc phối hợp thực hiện. Theo hãng thông tấn NNA của Liban, Italia cũng đã cấp khoảng 18,65 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ dân thường bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra. Anh đang tăng cường hỗ trợ nhân đạo cho Liban với thêm khoảng 13,12 triệu đô la Mỹ. Trong số những người bị ảnh hưởng, trẻ em là đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của cuộc xung đột, vốn đã leo thang đáng kể giữa Israel và Hezbollah trên khắp Liban những ngày này. Theo báo cáo, gần 700 trẻ em đã bị thương ở Liban trong 6 tuần qua. Hiện ước tính có hơn 400.000 trẻ em đã phải rời bỏ nhà cửa. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF kêu gọi cộng đồng quốc tế huy động hỗ trợ nhân đạo và đảm bảo các tuyến đường tiếp tế vào Liban vẫn thông suốt, cho phép cung cấp viện trợ cứu sinh nhanh chóng và an toàn cho trẻ em có nhu cầu. Tuyên bố cũng kêu gọi lệnh ngừng bắn khẩn cấp và bảo vệ trẻ em từ tất cả các bên.
Ít nhất 70 người, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, đã thiệt mạng trong một vụ xả súng băng đảng ở Haiti. Vụ việc diễn ra đúng vào ngày đảo quốc Caribe này kết thúc giai đoạn tình trạng khẩn cấp kéo dài một tháng, được ban bố từ ngày 4 tháng 9. Các thành viên của băng đảng Grand Crip đã sử dụng súng trường tự động để bắn vào người dân, giết chết ít nhất 70 người, trong đó có khoảng 10 phụ nữ và 3 trẻ sơ sinh. Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, hơn 3.600 người đã thiệt mạng trong năm nay do bạo lực băng đảng tại Haiti. Bạo lực cũng là nguyên nhân chính khiến hơn 360.000 người vô gia cư ở Haiti. Chỉ riêng trong tháng 3, hơn 53.000 người đã rời bỏ thủ đô Port-au-Prince do các cuộc tấn công gia tăng. Trong khi đó, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chưa quyết định được việc thành lập lực lượng gìn giữ hòa bình tại Haiti, mà chỉ đạt được thỏa thuận gia hạn một tháng kể từ ngày 30 tháng 9. Sứ mệnh của Phái bộ Hỗ trợ An ninh hiện mới gồm 400 cảnh sát tình nguyện của Kenya. Bộ Nội vụ Pháp và Italia đã ký ý định thư về tăng cường trao đổi thông tin liên quan đến tội phạm buôn người di cư. Kế hoạch này được thực hiện dựa trên một thỏa thuận tương tự giữa Pháp và Anh, được khởi động vào năm 2020 ở miền Bắc của nước Pháp nhằm ngăn chặn tình trạng đưa người di cư trái phép vào Vương quốc Anh. Bộ Nội vụ Pháp cho biết, theo kế hoạch, Pháp và Italia sẽ mở các cuộc điều tra tư pháp chung để triệt phá các mạng lưới buôn người tới Italia và từ Italia đến các quốc gia còn lại thuộc Liên minh châu Âu EU, trong đó có Pháp. Bộ Nội vụ Pháp cho biết thêm, ưu tiên của cơ quan này là siết chặt luật nhập cư để tăng cường kiểm soát biên giới theo chỉ đạo của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Trong khi đó, vấn đề người di cư cũng đang nóng lên ở Italia, buộc Thủ tướng Giorgia Meloni phải thắt chặt các quy định về nhập cảnh vào nước này. Pháp và Italia có chung đường biên giới trên bộ dài 500 km. Cả hai quốc gia châu Âu này đều nằm trong khu vực Schengen của Liên minh châu Âu. Những nội dung tiếp theo: đã nhiều ngày sau khi siêu bão Helene đi qua, nhưng hàng chục nghìn cư dân tại bang Bắc Carolina của Mỹ vẫn sống trong tình cảnh thiếu nước sinh hoạt. Nhu cầu về dịch vụ chăm sóc người cao tuổi ở Trung Quốc đang tăng lên khi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới chứng kiến tình trạng dân số già đi nhanh chóng, trong khi tỷ lệ sinh lại rất thấp. Mỹ và Philippines đang bắt đầu công tác khắc phục hậu quả sau khi các cơn bão mạnh Helene và Craton đổ bộ vào các nước này. Tuy nhiên, công tác này được đánh giá là vô cùng khó khăn. Cuộc sống của nhiều người dân địa phương vẫn bị ảnh hưởng nặng nề do bão. Thông tin chi tiết trong cụm tin quốc tế. Philippines thông báo số người thiệt mạng do bão Craton đổ bộ vào nước này cuối tuần trước đã tăng lên ít nhất 5 người, trong khi một người vẫn đang mất tích. Bão Craton đổ bộ vào các đảo cực bắc của Philippines vào ngày 30 tháng 9, khiến chính quyền địa phương phải sơ tán người dân, đóng cửa trường học, dừng các tuyến phà lên đảo và đưa ra cảnh báo đối với những ngôi làng ven biển. Theo thống kê, bão Craton đã ảnh hưởng đến gần 243.000 người tại ít nhất 828 ngôi làng ở phía bắc đảo chính Luzon. Ước tính thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng và ngành nông nghiệp là gần 18 triệu đô la Mỹ. Đã nhiều ngày sau khi siêu bão Helene đi qua, nhưng hàng chục nghìn cư dân tại bang Bắc Carolina của Mỹ vẫn sống trong cảnh thiếu nước sinh hoạt. Cụ thể, cơn bão Helene đã gây ra ngập lụt nghiêm trọng cho khu vực phía tây của bang Bắc Carolina, phá hủy hệ thống ống nước, làm hư hỏng các nhà máy nước và gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng. Theo thống kê từ chính quyền địa phương, khoảng 200.000 dân ở nửa phía tây Bắc Carolina đang không có nước sạch hoặc sử dụng nước trong tình trạng áp suất thấp. Tại nhiều địa phương, một số điểm phân phối thực phẩm và nước uống đã được thiết lập. Liên minh châu Âu EU đã nhất trí áp thuế bổ sung đối với ô tô điện nhập khẩu của Trung Quốc trong bối cảnh các cuộc đàm phán với Bắc Kinh nhằm tìm giải pháp cho tranh chấp thương mại vẫn đang diễn ra. Tại cuộc bỏ phiếu, đa số các nước thành viên của EU đã chấp thuận kế hoạch áp thuế bổ sung đối với xe điện nhập khẩu của Trung Quốc. Chỉ có Đức, cường quốc ô tô của EU và Hungary bỏ phiếu chống. Dự kiến quyết định áp thuế sẽ có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 10 tới, trừ khi các cuộc đàm phán với Trung Quốc đưa ra được giải pháp giúp chấm dứt tình trạng bế tắc hiện nay. Theo kế hoạch, các nhóm kỹ thuật của EU và Trung Quốc sẽ tiếp tục đàm phán vào ngày 7 tháng 10. Nếu áp dụng thuế đối với các nhà sản xuất xe điện của Trung Quốc sẽ là 17% đối với ô tô của BYD, 18,8% đối với ô tô của Geely và 35,3% đối với ô tô của SAIC thuộc sở hữu nhà nước. Theo giới phân tích, đây có thể sẽ là biện pháp thương mại lớn nhất của EU đối với Trung Quốc trong hơn một thập kỷ qua.
Có nên đưa người già vào viện dưỡng lão hay không là câu hỏi được rất nhiều người đặt ra hiện nay. Theo quan niệm của người dân châu Á, cha mẹ già sẽ cần con cái chăm sóc và việc gửi cha mẹ vào các viện dưỡng lão luôn vấp phải định kiến, làm thế là bất hiếu. Thế nhưng trong bối cảnh già hóa dân số, khi những viện dưỡng lão đang ngày càng được xây dựng nhiều ở đất nước tỷ dân như Trung Quốc, cùng với đó là sự phát triển của các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người già đã khiến nhiều người có sự thay đổi về định kiến này. Và nội dung này cũng sẽ khép lại bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đồng hành với tôi trong những phút vừa rồi. Năm 2022, Trung Quốc chứng kiến dân số giảm lần đầu tiên kể từ năm 1961, nghĩa là số ca tử vong cao hơn số trẻ sơ sinh ra đời. Số người trên 60 tuổi tại Trung Quốc đã lên đến 290 triệu người, tương đương cứ 5 người thì có một cụ già. Trong hơn 10 năm, bà Li Dongmei đã điều hành một loạt các trường mẫu giáo dành cho trẻ nhỏ. Thế nhưng với tỷ lệ sinh ngày càng giảm, người phụ nữ này đã buộc phải chuyển đổi mô hình vào năm 2020. Trường học ngày càng vắng vẻ, tôi nghĩ cần làm gì đó để trường tiếp tục hoạt động và nhận thấy bản thân mình là người yêu nghệ thuật, ca múa, nên tôi đã chuyển đổi trường học thành trung tâm ca hát, khiêu vũ, âm nhạc và nghệ thuật cho người cao tuổi. Nhiều gia đình ở Trung Quốc đã cảm thấy căng thẳng khi chăm sóc người cao tuổi trong bối cảnh nước này phải đối mặt với cuộc khủng hoảng già hóa dân số. Đặc biệt, chính sách một con của Trung Quốc thực hiện từ năm 1980 đến 2015 đã khiến cho việc chăm sóc người cao tuổi trong các gia đình gặp khó khăn và buộc họ phải tìm đến các dịch vụ chăm sóc người già chuyên nghiệp. Mẹ tôi đã cao tuổi và bà là người già duy nhất trong nhà. Buổi tối bà chỉ ngủ một mình và đã từng bị gãy xương. Tôi đã đưa mẹ tới bệnh viện phục hồi chức năng thời gian dài. Sau đó bà trở về nhà và không lúc nào có con cháu bên cạnh. Còn trong viện dưỡng lão sẽ luôn có người hỗ trợ 24 giờ. Tôi yên tâm hơn nhiều. Phí thành viên và phí chăm sóc của một viện dưỡng lão tư nhân khoảng 30 triệu đồng mỗi tháng, trong khi các viện dưỡng lão nhà nước rẻ hơn nhiều, chỉ ở mức 7 triệu đồng. Tuy nhiên, tất cả đầu tư của cả khối nhà nước và tư nhân sẽ tiếp tục phải trông vào sự thay đổi về quan niệm hiện vẫn còn khá nặng nề trong dân chúng. Tôi từng có nhiều thời gian cá nhân, có rất nhiều bạn bè. Thế nhưng gần đây khi có bạn rủ tôi đi ăn, tôi đã trả lời mình không có thời gian. Tôi nghĩ rằng trước đây cha mẹ đã chăm sóc cho mình, thì giờ đây khi cha mẹ già, mình cần có trách nhiệm báo hiếu. Cha mẹ tôi đều đã 90 tuổi, nhất là cha tôi thường trong tâm trạng không tốt và ông có lúc khiến tôi thực sự mất kiên nhẫn. Và có lúc tôi nói sẽ đưa ông tới viện dưỡng lão, nhưng ông nhất định phản đối và tỏ ra rất buồn. Tuy nhiên, các công ty đầu tư vào lĩnh vực này tại Trung Quốc đang hy vọng những định kiến đó sẽ sớm bị xóa bỏ. Nhiều người không muốn vào viện dưỡng lão vì họ nghĩ rằng ở đây chỉ dành cho người già bị con cháu bỏ rơi hoặc không có ai chăm sóc. Tình trạng thiếu nhân viên chăm sóc và cơ sở vật chất chưa được đầy đủ, thậm chí tồi tàn tại một số viện dưỡng lão trước đây, đã dẫn tới suy nghĩ này. Do đó, khi nói tới việc đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão, nhiều người trẻ sẽ bị coi là bất hiếu. Qua thời gian, nhiều người cao tuổi ở Trung Quốc đang thay đổi thái độ và sẵn sàng lựa chọn cuộc sống nghỉ hưu độc lập và năng động hơn tại các viện dưỡng lão. Tôi thấy con tôi là đứa hiếu thảo, nó đã chọn cho tôi một nơi ở tốt, yên tĩnh và phù hợp. Những người ở đây cũng vậy, con cái họ đều hiếu thảo. Tới viện dưỡng lão, tôi thấy cuộc sống của mình vui vẻ hơn. Tôi đã dự định sẽ tới viện dưỡng lão khi về già. Một số người bạn của tôi còn nói vui rằng chúng ta hãy cùng nhau già đi và chọn cùng một viện dưỡng lão. Hiện khoảng 90% người cao tuổi ở Trung Quốc vẫn được chăm sóc tại nhà, trong khi chỉ khoảng 70% dựa vào sự hỗ trợ của cộng đồng trong việc chăm sóc ban ngày và 3% sống trong các viện dưỡng lão. Chính phủ gọi tỷ lệ này là 9073. Các nhà phân tích cho biết, ngay cả khi tỷ lệ 9073 không thay đổi, xã hội sẽ cần 40 triệu giường chăm sóc cho người già trong các cơ sở cộng đồng và viện dưỡng lão.